Xin giao lưu anh em một pho dúi khủng nha anh em, cây quái nha. Hoành tổng là 240 nha anh em. Chiều cao từ đất lên đây là 1m7 nha. Từ ngọn ra đầu ngọn kia là 2m nha anh em. Cây có một cái dáng cây khá là quái cây anh em, khá đẹp. Cây những cái này là những cái hốc lúa của nó lẹo, nó xuyên thân, đang bo da hết rồi nha anh em. Cuốn da hết rồi. Cây lưng gù lên một cái u rất là hay nha anh em. Gốc bờ đế chảy mạnh nè. Cây này nành rơi vào cái cỡ tầm 1 tấn nha anh em. Đế rễ rất là mạnh luôn. Rất là đẹp. Rất là hay nha anh em nha. Một cái tác phẩm dúi bay. Nành khoảng tầm 1 tấn anh em nha. Anh em nào thiện chí thì giao lưu. Chào tất cả quý anh em.